70 học sinh đã được cứu thoát, còn hơn 100 em khác đang bị chôn vùi. Các nhân viên cứu hộ cho biết họ vẫn nghe thấy tiếng trẻ em khóc dưới đống đổ nát của tòa nhà mà trước đây đã từng là trường học nội trú của các em.